đăng clip đưa bà 99 tuổi đi làm căn cước công dân, cháu trai bất ngờ vì nhận được lượt tương tác khủng. Mới đây, một chàng trai đã ghi nhận lại hành trình đưa bà nội đi làm căn cước công dân. Clip 30 giây ghi lại đầy đủ hành trình nhưng không có lời bình, chỉ có những dòng chú thích ngắn qua từng khung hình. Clip được mở đầu bằng một câu hỏi: đưa bà nội gần 100 tuổi đi làm căn cước công dân là cảm giác thế nào? Là cảm giác thật sự khó tả, vì mình biết đây có thể là lần cuối cùng bà đi làm căn cước công dân rồi. Tác giả chú thích thêm: trên đường đi bà có bảo đi lên nhà ông à, ông ở đây tức là nhà của bố mẹ à. Trong trí nhớ người già, họ chỉ nhớ những thứ mà họ thực sự muốn nhớ, và con đường về nhà mình chính là thứ bà sẽ không thể nào quên. Clip cũng trích lại đoạn thơ trong bài Bếp lửa thân thuộc với nhiều thế hệ: giờ cháu đã đi xa có ngọn khói trăm tàu, có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngã, nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở: sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa? Tác giả của đoạn clip cũng chia sẻ thêm: Thính Anh đã cắt tóc cho bà, kiểu tóc độc đáo khiến rất nhiều bạn trẻ thích thú. Thông qua đoạn clip, mình cũng muốn nhắn nhủ rằng nếu các bạn còn ông bà bên cạnh, hãy dành thời gian để quan tâm, trò chuyện và chăm sóc ông bà nhiều hơn. Những khoảnh khắc ấy không chỉ quý báu với ông bà mà còn để lại kỷ niệm đẹp và ý nghĩa trong lòng mỗi chúng ta. Clip sau khi đăng tải đã thu hút gần 200.000 lượt yêu thích cùng hơn 1.000 lượt bình luận. Cộng đồng mạng cũng xúc động khi dõi theo hành trình và tình cảm của hai bà cháu. Một số bình luận để lại như: nhìn bà đẹp lão quá, chúc bà luôn mạnh khỏe. Hy vọng cậu sẽ giữ lại nhiều hình ảnh về bà nhất có thể nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.